À, chào các bạn, trong tutorial hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện kỹ xảo quét tia X cái bàn tay của mình gọi là X-ray đó. Thì ở đây mình sẽ kết quả cuối cùng của mình sẽ như thế này. Thì đây là một cái kỹ xảo rất là dễ dàng để thực hiện và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái kỹ xảo này. Thì trước khi vào bài thì mình cũng rất mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh của mình bằng cách là like, subscribe, chia sẻ kênh để mình có thêm nhiều động lực xây dựng những nội dung mới cho các bạn. Và tất cả các cái file thực hành project, những cái plugin software và những cái stock quốc tịch mình sử dụng trong các bài của mình thì đều có link download trong phần mô tả của video. Các bạn có thể vào để download ha. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong After Effects và việc đầu tiên là mình sẽ import mọi cái footage của mình vào. Thì đây là footage mình quay tay của mình ha. Được chưa? Và mình dùng điện thoại để mình nào làm như một cái dụng cụ để scan X-ray. Thì ở đây mình sẽ tạo một cái con footage này. Mình đặt tên cho nó là Final Con. Ở đây thì mình sẽ cắt cái footage của mình ngắn lại ở cái đoạn mà mình muốn sử dụng thôi ha, khi mà cái điện thoại mình nhô vào thôi. Thì ở đây thì mình sẽ ở điểm này mình sẽ bấm chữ B để mình xác định cái điểm endpoint cho cái com của mình và sau đó mình bấm chuột phải trim com to work area. Rồi tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ lấy cái màn hình của mình ra, và để lấy cái màn hình của mình ra thì ở đây các bạn có thể sử dụng key. Ở đây thì mình bật cái màn hình xanh ở trên màn hình điện thoại của mình và chúng ta có thể key ha. Ở đây mình vào keying, keyline và mình key cái màn hình của mình ra. Và ở đây thì chúng ta vào screen mode và mình sẽ tùy chỉnh lại cái screen của mình, màn hình điện thoại của mình. Chọn là chế độ Final Show. Thì đây là một cách để chúng ta thực hiện để mà tạo cái hiệu ứng X-ray của mình. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái laser này làm cái laser alpha, thì mình sẽ đặt tên cho nó là key, được chưa? Sau đó mình duplicate cái laser này lên để làm cái laser background phía dưới, mình đặt tên cho nó là original. Và mình sẽ với cái laser original này mình sẽ delete cái keyline đi. Và tiếp theo thì mình sẽ import cái hình ảnh X-ray của mình tìm ở trên mạng ha. Và mình sẽ đưa cái laser X-ray của mình vào tạo một cái con và mình sẽ dùng công cụ Pen Tool. Vẽ một cái mask đi xung quanh cái bàn tay X-ray của mình để mình lấy cái bàn tay này ra. Rồi thì sau khi mình đã có cái con bàn tay X-ray của mình sẽ đưa cái con này vào và mình đặt nó phía dưới cái key của mình. Được chưa? Và mình tạm thời tắt con mắt của cái laser key và mình sẽ select cái laser X-hand của mình. Thứ nhất là mình sẽ rotate nó. Mình sẽ về cái frame mà chúng ta chưa có cái màn hình điện thoại để chúng ta khớp cái bàn tay X-ray với cái bàn tay thật của mình. Ở đây thì mình sẽ rotate cái bàn tay, mình xoay, mình scale nó lại một chút. Để cho nó vừa
đâu đó nó khớp với cái bàn tay của mình trước. Sau đó thì để cho cái bàn tay của mình, cái bàn tay X-ray nó khớp hoàn toàn với cái bàn tay thật của mình, thì ở đây mình sẽ, trước mắt là mình sẽ giảm cái opacity của cái laser này xuống. Và sau đó thì mình sẽ sử dụng công cụ là Puppet Pin. Ở đây thì các bạn chúng ta click vào cái biểu tượng này và mình sẽ click vào cái laser chúng ta để chúng ta tạo các cái điểm Puppet. Thì ở đây thì mình sẽ tạo các cái điểm Puppet ở các cái điểm chốt của cái bàn tay của mình. Mình sẽ tạo các cái pin ở các cái đốt ngón tay. Cho từng cái ngón tay của mình. Và sau khi xong thì chúng ta có thể dùng cái công cụ Puppet này để chúng ta thay đổi hình dạng của các cái X-ray này. Mình sẽ sử dụng cái puppet pin này để mình thay đổi hình dạng của các cái ngón tay sao cho nó từng cái ngón tay nó sẽ khớp với cái bàn tay thật của mình. Và cả cái phần cổ tay mình cũng sẽ chỉnh lại thêm một cái pin ở đây. Bạn có thể thêm pin vào các điểm mà các bạn cần để chúng ta giữ cái shape của cái bàn tay. Rồi, thì sau khi mà chúng ta đã thực hiện gắn pin cho tất cả cái điểm và tùy chỉnh lại cái hình dạng của cái X-ray hand của chúng ta rồi, thì mình sẽ thoát khỏi chế độ puppet pin. Và bây giờ thì mình sẽ tăng cái opacity của cái laser hand của mình trở lại 100%. Và mình sẽ bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái laser key mà hồi nãy mình key phông xanh để làm cái alpha matte cho cái laser X hand của mình. Mình sẽ sử dụng làm cái alpha inverted matte ha. Rồi. Thì các bạn thấy là như vậy là bây giờ chúng ta đã có cái hình ảnh X-ray của mình ở phía đằng sau cái màn hình, được chưa? Ở đây thì mình có thể giảm opacity của cái X-ray này xuống một chút để cho nó đừng có sáng quá, được chưa? Rồi, và ví dụ ở cái phần cổ tay này nó hơi sắc, thì mình sẽ select cái X-ray hand của mình tạo một cái mask. Mask ở ngay phần cổ tay, và cái mask này mình sẽ chuyển thành chế độ subtract và mình sẽ tăng cái fader theo chiều dọc lên một chút để cho cái phần đuôi nó mượt hơn ha. Cái phông xanh của mình gắn ở trên màn hình điện thoại thì để cho nó đừng có màu xanh, thì mình sẽ select cái laser original của mình và mình sẽ gắn một cái hiệu ứng trong phần keying Advanced Hue Suppressor, mình gắn vào đây thì các bạn thấy là nó sẽ khử cái màu xanh của cái phông cho mình. Rồi, thì như vậy là các bạn thấy là chúng ta đã thực hiện xong cái công đoạn tạo hiệu ứng của mình. Rồi thì như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong hiệu ứng quét X-ray cho bàn tay của chúng ta. Thì cách thực hiện các bạn thấy nó cũng rất là đơn giản ha. Cái quan trọng là khi các bạn quay thì các bạn sử dụng cái điện thoại của mình, các bạn hiển thị một cái màn hình xanh lên trên cái màn hình, được chưa? Lên trên cái điện thoại.
để mà sau đó chúng ta có thể key cái màn hình xanh này ra để mà chúng ta lồng cái hiệu ứng X-Ray vào. Và quan trọng là sau đó chúng ta sử dụng cái puppet pin để chúng ta làm sao đó đưa cái laser X-Ray của chúng ta vào đúng cái hình ảnh bàn tay của mình. Thì đó là một số kỹ thuật mà mình cover trong bài hôm nay. Rồi, như vậy là chúng ta kết thúc bài hôm nay và rất mong là các bạn sẽ lại tiếp tục ủng hộ kênh của mình trong thời gian sắp tới bằng cách là like, subscribe, chia sẻ kênh để mình có thêm nhiều động lực xây dựng những nội dung mới cho chúng ta. Và những cái file thực hành project, những cái software plugin ở trong bài sử dụng trong các tutorial của mình thì đều có link download trong phần mô tả của video. Các bạn có thể xuống để download. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại.